nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày phòng chống hàng giả hàng nhái 29 tháng 11 năm 2007 29 tháng 11 năm 2019 Tổng cục quản lý thị trường Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn thực trạng hàng giả hàng nhái thách thức và giải pháp theo số liệu từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại, trong 10 tháng qua, trên cả nước có gần 80.000 vụ việc vi phạm liên quan đến hàng gian, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ được ngành chức năng phát hiện, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018 với tổng số tiền bị phạt và tịch thu hàng hóa trị giá hơn 1.500 tỷ đồng. Riêng lực lượng quản lý thị trường trong 9 tháng năm 2019 đã phát hiện xử lý trên 62.000 vụ vi phạm. Điều này cho thấy tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp theo tổng cục quản lý thị trường việc tổ chức diễn đàn nhằm tạo sức lan tỏa đến toàn thể xã hội về công tác phòng chống hàng giả hàng nhái đến người dân đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của doanh nghiệp người tiêu dùng trong việc đấu tranh chống hàng giả hàng nhái hiện nay